Chào mừng đến với Tiêu Điểm Tướng Rome, trái tim của Fanjo. If at first you do not succeed, please tell me what it is like. Rome là anh hùng của vùng đất Fanjo, một vị tướng nổi danh với lòng bác ái và những chiến công lừng lẫy. Đã từng là một người chăn dê, Rome tìm thấy một cánh cửa không thể bị phá vỡ và sử dụng nó như một tấm khiên để bảo vệ con người và cả những động vật trong hành trình đi khắp Runeterra. Mother always said, big things come in small packages. Trong trò chơi, Rome là một vị tướng hỗ trợ cứng cáp, có thể bảo vệ đồng đội khỏi nhiều đòn tấn công trước khi tung ra cả kho kỹ năng khống chế của mình. Mỗi khi Rome tấn công một kẻ địch, hắn ếm vào mục tiêu một điểm cộng dồn của đánh ngất ngưng. Khi có đủ 4 điểm cộng dồn, Rome gây một lượng sát thương phép và làm choáng kẻ địch. Trong một khoảng thời gian ngắn tiếp theo, những đòn tấn công của Rome sẽ gây thêm sát thương phép, tuy nhiên sẽ không có thêm điểm cộng dồn của kỹ năng nội tại. Có hai chi tiết đáng lưu ý ở đây. Đầu tiên, kỹ năng của Rome có thể được kích hoạt bằng những đòn đánh thường và những kỹ năng được áp dụng hiệu ứng trên đòn đánh. Thứ hai, Rome có thể tạo hiệu ứng đánh ngất ngư trên nhiều kẻ địch cùng lúc. Q của Rome là tuyết tê tái. Rome đấm vào chiếc khiên, bắn ra một kỹ năng định hướng gây sát thương và làm chậm kẻ địch đầu tiên trúng phải. Tuyết tê tái cũng cộng điểm đấm ngất ngư, cho phép Rome làm choáng những kẻ địch ở xa. Tuyết tê tái rất quan trọng trong việc giành được lợi thế khi đi đường, đánh dấu mục tiêu từ khoảng cách xa để xạ thủ của bạn có cơ hội trao đổi chiêu thức có lời. W của Rome là nấp sau ta. Đây là một kỹ năng chọn mục tiêu mà Rome có thể sử dụng lên bản thân hoặc đồng đội, giúp hắn nhảy đấm tướng hoặc lính đồng minh, đồng thời tăng giáp và kháng phép cho cả hai. Hãy nhớ rằng Rome sẽ tự động đứng giữa mục tiêu và tướng địch ở gần nhất, cho phép hắn dễ dàng chặn những kỹ năng định hướng với thân hình tuyệt đỉnh của mình. Thật đấy, hãy nhìn những cơ bắp đó đi. Hãy sử dụng nấp sau ta mỗi khi bạn bị chia cắt khỏi đồng đội, bởi vì kỹ năng này cho phép bạn nhảy qua địa hình. Bạn có thể chọn những vị trí tốt trong khi gia tăng chỉ số phòng thủ cho đồng minh. Tối kiên cường, E của Rome là kỹ năng phòng thủ làm đặc trưng của vị tướng này. Khi kích hoạt, Rome dựng khiên theo một hướng trong vài giây, chặn hoàn toàn sát thương từ kỹ năng hoặc đòn tấn công đầu tiên bắn đến. Những sát thương tiếp theo từ hướng đó sẽ bị giảm theo phần trăm khi chiếc khiên của Rome còn kích hoạt. Đáng chú ý nhất về kỹ năng này là chiếc khiên của Rome sẽ chặn tất cả những viên đạn bay đến, thậm chí khi những kỹ năng đó nhắm vào những đồng minh phía sau. Điều này cho phép Rome chịu sát thương và những hiệu ứng khống chế cho cả đội. Ở đây có một điều đáng giá. Mặc dù tối kiên cường không thể chặn những kỹ năng không có đường đạn, Rome vẫn giảm sát thương nhận phải nếu sử dụng đúng hướng của nguồn sát thương. Ví dụ, nếu tối kiên cường nhắm về tâm chiêu cuối của Zara, Rome sẽ được giảm sát thương, tuy nhiên không chặn sát thương lên đồng đội. Rome có thể sử dụng những kỹ năng khác và di chuyển nhanh hơn một chút khi đang dựng khiên, trong khi vẫn giữ được tấm khiên này về hướng ban đầu. Cuối cùng, mặc dù cũng khá tuyệt vời, tối kiên cường lại không đủ tuyệt vời để chặn những đòn tấn công tự trụ hoặc sát thương chuẩn. Tối kiên cường có thể chặn được phần lớn những kỹ năng diện rộng cho đồng đội của bạn. Hãy để dành nó để chặn những chiêu cuối có sức mạnh lớn. Chiêu cuối của Rome là băng địa chấn. Rome dụng mạnh tấm khiên của mình xuống đất, tạo ra một đường sóng băng mạnh mẽ có thể hất tung, gây sát thương và làm chậm mục tiêu theo đường thẳng. Những kẻ địch ở gần Rome sẽ bị hất cao hơn nhiều so với những kẻ địch ở xa. Nếu không có kẻ địch nào ở gần Rome, tướng địch đầu tiên trúng chiêu sẽ bị hất cao hơn. Băng địa chấn cũng để lại một khu vực băng giá có khả năng làm chậm kẻ địch. Đây là một kỹ năng rất tốt để rút lui khỏi những trận giao tranh. Khu vực băng giá mà kỹ năng này tạo ra sẽ làm chậm đối phương, đặc biệt là ở những lối đi hẹp trong rừng. Rome tự quyết định vận mệnh của mình. Một trong số những kỹ năng của vị tướng này, nấp sau ta, vô cùng đa dạng và có nhiều hiệu ứng tấn công lẫn phòng ngự khi phối hợp với những kỹ năng khác. Hãy đến với vài tuyệt kỹ quan trọng mà bạn sẽ cần để trở thành trùm Real Map. Đầu tiên là kỹ năng che chắn cho đồng đội. Hãy xác định nguồn sát thương và hiệu ứng khống chế chính, sau đó nhảy vào giữa mối nguy hiểm và đồng đội của bạn trước khi sử dụng tối kiên cường để chặn những đòn tấn công.
Đây là bài phòng thủ cơ bản để bạn có những pha cứu nguy tuyệt hảo, yêu cầu khả năng căng thời gian chuẩn. Khi hỗ trợ đồng đội truy đuổi hoặc có lối chơi hộ bảo, sử dụng nấp sau ta như một kỹ năng rút ngắn khoảng cách. Bằng cách nhắm vào đồng minh đang ở gần đối phương nhất, bạn có thể ở vào vị trí thuận lợi để làm chậm chúng với tuyết tê tái. Bởi vì bạn sẽ tự động lướt đến phía gần kẻ địch nhất, việc ngắm kỹ năng định hướng sẽ dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể nhảy đến một quân lính, tạo ra những pha xử lý tinh quái khi đi đường. Cuối cùng, nếu một trong những đồng minh bị quay bởi tướng địch, Brom có thể xuất hiện để giải nguy. Sử dụng nấp sau ta để nhảy đến trung tâm cuộc chiến, sau đó hất tung và làm chậm những kẻ địch xung quanh đồng đội của bạn bằng chiêu cuối. Điều này sẽ cho đồng đội của bạn cơ hội rút khỏi giao tranh hoặc cho phép những đồng minh khác có thể tham gia nếu cần thiết. Ở đường, Brom lão luyện có thể liên tục tìm kiếm cơ hội cộng dồn nội tại cho một cú làm choáng. Bằng việc điểm tuyết tê tái lên Janna, hắn đã giúp Queen có thể hạ gục mục tiêu này nhanh chóng với lượng sát thương tăng thêm và cú làm choáng. Chuyển hướng sang Ven, Brom tiếp tục dồn nội tại bằng một cú quy và đòn đánh thường, giúp hạ gục cô ta trước khi Queen phải nằm xuống. Brom có thể phản ứng rất nhanh và hỗ trợ đồng đội giữ mạng với W và E. Khi Queen bị bắt, Brom ngay lập tức sử dụng nấp sau ta để gia tăng chỉ số phòng ngự cho cô ta để chống chịu sát thương từ Baltheon và Ven. Hãy chú ý việc Brom phải đứng sau Queen khi sử dụng tối kiên cường để có thể chặn bất kỳ sát thương nào nhắm tới cô ta. Ép Ven phải tấn công Brom khi họ rút lui. Tối kiên cường sẽ chặn hoàn toàn sát thương từ đòn tấn công hoặc kỹ năng đầu tiên lao đến. Nên nếu tính toán thời gian chuẩn xác, bạn có thể chặn đường đòn tấn công gây nhiều sát thương nhất của địch. Ở đây, Brom đã chặn lá bài vàng và khả năng giảm sát thương đã giúp hắn sống sót. Brom tỏ ra hiệu quả nhất khi ở gần đồng đội. Khi Chuyết lộ mặt, Brom chuyển vị trí lên phía trước xạ thủ, sẵn sàng không chỉ chặn sát thương đến từ Chuyết, mà còn có thể sử dụng băng địa chấn trúng cả hai kẻ địch. Thay vì truy đuổi, Brom ở lại với Adrian và điểm đấm ngất ngư lên bất kỳ mục tiêu nào của anh ta. Khi sử dụng Brom, mục tiêu của bạn không phải là băng vào đội hình của đối phương, mà là giữ cho những đồng đội mỏng manh không bị hạ gục. Thời gian hồi chiêu ngắn của nắp sau tai cho phép Brom thay đổi vị trí nhiều lần để hỗ trợ đồng đội trong cuộc giao tranh dài dặn. Ví dụ như ở đây, Brom nhanh chóng nhận ra mình đã bị cô lập sau khi cố gắng hỗ trợ Garen. Hắn sử dụng nấp sau ta để nhảy đến Midfulton, và mặc dù phải bỏ mạng, Brom vẫn giúp xạ thủ của mình ăn được triple kill. Một Brom lão luyện sẽ thường xuyên đặt mình vào những tình huống nguy hiểm để bảo vệ đồng đội. Khi tính toán thời gian chính xác, tối kiên cường sẽ giúp chặn được hàng tấn sát thương cho đội. Với vị trí tuyệt vời ở đây, Brom đã biến một kỹ năng diện rộng khủng khiếp thành một thứ gì đó quá là điều bình thường luôn. Gần như một mình xoay chuyển cuộc giao tranh này. Trái tim to lớn của Brom cần nhiều sức đề kháng, tập trung vào máu, giáp và kháng phép. Kháng hiệu ứng cũng rất hữu dụng, bởi vì tối kiên cường sẽ khiến Brom phải chịu những kỹ năng khống chế cho đồng đội của mình. Hãy nhồi thêm vào cả chỉ số giảm thời gian hồi chiêu để tối ưu hóa những kỹ năng khống chế của chính Brom, và bạn sẽ là một chuyên gia phòng thủ cho cả đội trước bất kỳ sự hổ báo nào hoặc những trận vật lộn bất ngờ với gấu. Cảm ơn vì đã theo dõi Tỷ Điểm Tướng Brom. Hãy đăng ký theo dõi kênh của Vietnam Esports TV và để lại bình luận phía bên dưới. Train hard, little Poro, and one day you'll be strong like baby.